Mời các bạn đến với cả kênh dị truyện và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đến với cả tập 270 của bộ truyện tiên nghịch tác giả Nhĩ Khan người đọc Phi Tùng. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh dị truyện để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì là Vương Lâm đang đặt tay phải lên đầu của Văn Thú. Ánh mắt của hắn thì hiện giờ thì trở nên cực kỳ âm hàn, vẻ mặt lạnh như băng. Nếu có người quen biết nhìn thấy những biểu cảm này thì sẽ lập tức biết được là Vương Lâm đang rất là tức giận. Vương Lâm làm việc là đều có nguyên tắc. Nếu người không phạm ta thì ta không phạm người. Kể cả đến thắc xâm, nếu sau khi mà thoát khốn đừng quần lấy Vương Lâm theo kiểu không chết không thôi thì Vương Lâm cũng không tính toán với tên này làm gì Còn hiện tại tình cảnh của văn thú trước mắt rõ ràng là không chọc giận đối phương Nhưng mà bị người ta dẫn dụ đi Đám người kia lại làm cho văn thú trọng thương Điều này đã động chạm rất là sâu đến Vương Lâm Vương Lâm nắm chặt tay phải Hắn ngẩng đầu nhìn lên phương hướng trên tinh không Khoảnh khắc khi mà tu vi quán đạt đến tịnh niết Thì mơ hồ cảm nhận được một luồng lực lượng của thiên kiếp Nhưng địa phương hắn đang ở thì lại chính là Chu Tước Thánh Tông nếu thiên kiếp hàng lâm thì chỉ sợ là sẽ tạo thành những thiệt hại nghiêm trọng. Dù có người muốn trợ giúp nhưng mà Vương Lâm cũng lại không cần. Hắn muốn ở trong thiên kiếp để xem lực lượng lôi hỏa của mình mạnh yếu đến thế nào. Nếu là năm xưa thì Vương Lâm không thể nào kiềm chế được thiên kiếp hàng lâm. Nhưng sau khi học được đệ nhất thần thông kiểu huyền biến của Chu Thức Thánh Tông thì hắn đã có thể làm được. Cho nên vào khoảnh khắc khi mà Vương Lâm đạt tới tịnh nhất thì tâm thần kẽ động hắn lập tức dùng phương pháp kiểu huyền biến để phòng ẩn chính mình. Hắn làm cho tu vi của mình ở sát mép tịnh niết để mơ hồ cảm nhận được thiên kiếp. Giờ đây thì Vương Lâm biết rõ chỉ cần mình khẽ động tâm niệm thì tu vi sẽ chính thức đặt tên tịnh niết và khi đó thiên kiếp chắc chắn sẽ hàng lâm. Vương Lâm vốn là định đi khỏi chú thật Thánh Tông về phía của phía đông của Liên minh Tinh Vực tìm một địa phương vắng vẻ để đối kháng với cả thiên kiếp nhưng việc Văn Thú xuất hiện lập tức làm cho hắn thay đổi ý kiến Vô Lâm giờ đây vung tay phải hắn thu Văn Thú đã trọng thương vào trong khe nứt không gian chữ vật lúc này hắn dựa theo con đường trong trí nhớ của Văn Thú mà tiến thẳng phóng về phía trước khi mà tiến lên một bước thì trước mặt Vô Lâm lập tức bùng lên một cơn sóng hận khoảnh khắc sau thì hắn đã biến mất xúc địa thành tốn được thi triển trong tinh không nơi vô tận vùng biên giới phía đông của liên minh tinh vực đột nhiên xuất hiện một vùng vặn vẹo ảnh hưởng đến chu vi trăm trường những con sóng rung động liên tục vang vọng khắp bốn phía giống như mặt nước yên tĩnh bị ném xuống một khối đá lớn làm bùng lên những con sóng dữ vị trí trung tâm của cơn sóng rung động đó thì vương lâm với mái tóc trắng tiêu sái và lạnh lùng tiến ra một bước không gian bốn phía cực kỳ yên tĩnh vương lâm đảo mắt nhìn về phía trước cách đó không xa chính là địa phương mà văn thú cùng với cả những tu sĩ áo vàng giao chiến với nhau. Hai mắt Vương Lâm chợt bùng lên sát khí, thân thể hắn lóe lên rồi phóng thẳng về phía trước. Vương Lâm hóa thành một luồng cầu vòng lao về phía trước, trong nháy mắt đã biến mất. Trong tinh không truyền đến hàng loạt tiếng sấm nổ, vì tốc độ của Vương Lâm quá nhanh mà sinh ra những âm thanh này. Vương Lâm mặc một bộ áo trắng như tuyết, trong lúc đi về phía trước thì vung một trào tay phải lên hư không, văn thú đang trọng thương lập tức bay ra. Đan dược của Vương Lâm đều là tiên đan Hơn nữa hiệu quả lúc nào cũng vượt cấp Sau khi hắn nhập một luồng tâm thần vào trong văn thú Thì miệng vết thương trong cơ thể đã không còn chảy máu Khi mà văn thú xuất hiện thì hai mắt búng ra hàn quang giống như là Vương Lâm vậy Nó nhìn chằm chằm về phía trước mà phát ra những tiếng rít chói tai Rõ ràng là nó không cam lòng Nếu không phải đám người kia đốt một loại hương kỳ dị Thì nó đường đường là một văn thú vương Mang theo hơn 10 con văn thú làm sao lại bị tên ba sĩ nhỏ nhoi Đánh trọng thương và giam cầm thủ hạ được Chuyện này quả thực là chưa từng xảy ra với nó Kể từ khi đi theo Vương Lâm Lúc này đây khi mà được ở bên cạnh chủ nhân của mình Thì tinh thần của Văn Thú đã trở nên cực kỳ phấn chấn Nó rít lên một tiếng rồi chọn một phương hướng phóng thẳng về phía trước Về mặt của Vương Lâm trở nên âm trầm Dưới sự dẫn đường của Văn Thú đánh hơi đồng bạn Hắn cứ tiến về phía trước mà lửa giận trong lòng đã bốc lên ngập trời khi phi hành thì bốn phía ở quanh thân thể hắn có rất nhiều hình bóng hư ảo của những ngọn núi được huyện hóa ra. Những hình ảnh hư ảo của núi lửa vừa mới xuất hiện thì lập tức làm cho tất cả nguyên lực thiên địa trong tinh không ngưng tụ mà đến. khi mà núi lửa liên tục xuất hiện thì con đường của vương lâm phóng tới giống như có một đám núi lửa đi theo vậy. tình cảnh này nếu là người ngoài nào nhìn thấy thì cho dù là ở trong tinh không cũng phải hít vào một hơi thật dài sâu trong mắt sẽ lộ ra vẻ khiếp sợ. bởi vì những hình ảnh hư ảo của núi lửa lại quá mức là chân thật liếc mắt nhìn qua thì sẽ không phân biệt được thật giả nhưng nếu nhìn lại lần thứ hai thì sẽ lập tức sinh ra một loại cảm giác giống như là có núi lửa đang bùng nổ trong người vậy điều này đã đủ tác động đến tâm thần cảm giác giữa thật và già đủ để làm cho tất cả những tu sĩ dưới toái niết cảm thấy chấn động dù là toái niết cũng phải chịu ảnh hưởng dù sao thì thần thông này cũng chính là sơn băng thức thứ nhất trong tam thức thần thông của tiên đế bạch phàm nhưng mà sự tức giận trong lòng Vương Lâm hiện hóa ra ở bên ngoài thì chính là sơn băng. Hắn đi theo văn thú, giữa văn thú với nhau chỉ có khí tức đặc biệt của đồng tộc mới phát hiện ra được. Lúc này vẻ mặt của văn thú Vương thì cực kỳ dữ tợn, trong cảm nhận của nó thì nơi đây khí tức của đồng tộc đã cực kỳ nồng đậm, căn bản không cần phải cẩn thận cũng có thể điều tra được rõ ràng. Một người một thú cứ như vậy mà phóng về tinh không phía trước. Sau thời gian nửa nén hương thì Vương Lâm nhíu mày lại, dù sao thì văn thú cũng đã bị thương nên tốc độ cũng hơi chậm Nếu cứ đi theo tốc độ này Thì không biết bao lâu nữa mới tìm được kẻ cướp văn thú Hơn nữa thì Vương Lâm cũng dần cảm nhận được thiên kiếp đã hàng lâm ngày càng gần Giống như là dùng tu vi phong ấn kiểu huyền biến của mình cũng không được chắc chắn cho lắm Nơi đây dù sao thì cũng là tinh không ngoại giới Cũng không giống như là tinh vực trên chu thức Thánh Tông Quanh năm bị thiêu đốt Chỉ có thứ duy nhất là lửa mà thôi Nơi đây dù sao thì cũng là tinh không ngoại giới, không giống như là tinh vực trên chu tức Thánh tông quanh năm bị thiêu đốt, chỉ có thứ duy nhất là lửa. Mà lúc này thì nguyên lực trong thiên địa cũng cực kỳ hỗn loạn. Vì vậy mà Vương Lâm đi về phía trước. Tuy là tu vi đã bị phong ấn, nhưng mà vẫn có rất nhiều nguyên lực thiên địa chui vào trong cơ thể. Mà thân thể tu sĩ tịnh niết sẽ được nguyên lực thiên địa cải tạo thích hợp để minh ngộ những biến hóa của quy tắc. Vương Lâm chấm ngâm rồi vung tay phải lên, phía trước lập tức nổ ầm một tiếng, một khe nứt trường khoảng nửa trượng đột nhiên xuất hiện. Khe nứt này không phải đứng yên mà Vương Lâm phóng về phía trước thì nó cũng đi theo với tốc độ như nhau. Khe nứt giống như là một con thuyền nhỏ trong mặt biển bao la vậy, nó đang nhanh chóng phóng đi rất là quỷ dị. Vương Lâm duỗi tay phải vào trong khe nứt, rồi lấy ra một lá bùa màu vàng. Tâm thần hắn khe động, khe nứt nửa trượng này đột nhiên co rụt lại rồi biến mất Vô Lâm cầm lá bùa màu vàng rồi vung lên. Nó lập tức dán lên người văn thú. Thân thể văn thú run lên rồi một luồng gió lốc lập tức bùng lên trên người của nó. Văn thú lập tức phóng thẳng lên tinh không. Luồng gió lốc này có màu vàng đất. Khi nó liên tục xoay chuyển thì những tiếng gió rít gào đột nhiên vang lên giữa tinh không. Đúng vào lúc này thì trên con lốc đột nhiên hiện hóa ra một con chim khổng lồ. Con thú này dang rộng hai cánh. Đột nhiên văn thú rít lên một tiếng kinh thiên động địa nó trực tiếp phóng thẳng về phía trước với tốc độ nhanh hơn như là tia chớp nhiều lần. Khoảnh khắc khi mà văn thú phóng đi thì Vương Lâm cũng nháy mắt nhảy lên người nó. Lúc này văn thú dùng tốc độ cực nhanh, Vương Lâm chỉ cảm thấy hàng loạt tinh quang chảy xuôi qua thân thể. Đây chính là tốc độ của tu sĩ Toái Niết. Văn thú chưa từng đạt đến mức độ này. Lúc này khi đã có tốc độ cực nhanh thì văn thú lập tức rít lên những âm thanh chói tai, cũng không còn bất kỳ một cảm giác mệt mỏi nào nữa, chỉ biết phóng đi như là tiên bắn ở giữa tinh không. Một đám tu sĩ liên minh nhận được hiệu lệnh ở chiến trường phải rút về. Cả đám đang trên đường phi hành hóa thành từng luồng cầu vòng. Đột nhiên thì đám người cảm nhận được một luồng cuồng phong thổi qua. Bên trong lại có những tiếng rít gào vang vọng. Lương gió cực mạnh này lập tức làm cho đám người phải tách ra kẻ nào cũng phải lùi về phía sau với ánh mắt đầy hoàng sợ. Hả? À, đây đây, đây là cái thứ gì vậy nhỉ? Mãi cho đến lúc này bọn họ mới nghe tiếng rít gào chói tay của văn thú âm thanh này đã bị bỏ lại rất là xa khi mà văn thú đã phóng qua. Về mặt đám tu sĩ qua đường đó thì đều có biến đổi lớn, ai cũng kinh hoàng, nhưng mà chỉ dám đứng yên như tượng. Sau đó mọi người đảo mắt nhìn nhau rồi lập tức phóng đi. Về phần văn thú thì dùng tốc độ cực nhanh như là tên bắn để phóng đi trong tinh không, đồng thời còn còn phải lần theo khí tức của đồng tộc. Cũng không lâu lắm thì văn thú đã đi đến trong tinh vực được bao phủ bằng những khối đá dù bốn phía cũng có tinh cầu nhưng phần lớn đều đã là loại bỏ hoang Vì vậy mà tất cả tu sĩ không ai thèm đến nơi đây Khi mà nhìn thấy tinh vực đầy đá phụn thì tiếng giết của văn thú lại càng trở nên sắc nhọn Bên trong vùng nên một sự tức giận điên cuồng Văn thú trực tiếp nhảy sổ vào trong những khối đá Những âm thanh ầm ầm đột nhiên vang vọng Tất cả đá ngăn cản trước mặt đều bị văn thú đụng vào vỡ nát Khi mà văn thú xông thẳng vào thì giống như là trở nên điên cuồng hàng loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên, nó thắng phóng thẳng vào sâu bên trong. Địa phương sâu ở bên trong vùng đá vụn. Thanh quang đại trận được hơn 100 tu sĩ dùng những khối đá để tu sửa lại. Rõ ràng đã đến giai đoạn cuối cùng. Trong mắt của hai lão già áo tím lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ cần trận pháp này hoàn thành thì bọn họ có thể an tâm mà mang theo đám văn thú trở về Vân Hải Tinh vực Đến khi đó thì thiên môn tông của bọn họ sẽ nhờ vào hơn 10 con văn thú này mà tìm được những lợi ích khổng lồ lắm. Tâm tình hai lão già này đang cực kỳ hứng phấn. Cả hai đang khẽ bàn chuyện với nhau. À, những lo lắng về trận pháp không được hoàn thành thì đã được quét sạch. Nhưng đúng vào lúc này thì 10 con văn thú bị bọn họ nhốt cách đó không xa, đang cực kỳ yên tĩnh dưới làn khói của hương, lại đột nhiên giết gào lên những tiếng kinh thiên động địa. Thật sự là cũng không phải chỉ là giết gào bình thường, tất cả văn thú đều đỏ hồng mắt, vừa gào thét vừa dãy ruộng kịch liệt. Những biến hóa này thì lập tức làm cho hai lão già áo tím phải chú ý. Những tên tu sĩ đang tu sửa đại trận cũng đảo mắt nhìn lại. Nhưng mà đám văn thú kia thì giống như là đang bị nổi điên vậy. Cả đám đang cố gắng phóng ra khỏi vòng vây khói hương. Không đúng. Một lão già áo tím trầm giọng nói. Lão già bên cạnh đang bị mở miệng nói thì vẻ mặt lập tức biến đổi rồi quay mạnh đầu lại. Lúc này những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên truyền đến từ rất là xa, bên ngoài thanh quang đại trận. Khoảnh khắc này thanh quang lóe lên liên tục, làm cho không gian bốn phía trở nên lúc sáng lúc tối. Về mặt hai lão già lập tức trở nên âm trầm, cả hai đều xông thẳng xuống dưới rồi lướt hẳn về phía trước. Nhưng mà hai người còn chưa điệp đến gần thì đã lập tức nghe được một hàng loạt tiếng giết gào điên cuồng từ bên ngoài thanh quang đại trận truyền vào. Khoảnh khắc khi mà âm thanh này vang lên thì hơn 100 tên tu sĩ đang sửa chữa trận pháp và ba tên thanh niên mang văn thú trở về đều sắc mặt biến sắc. Ba tên thanh niên kia chợt biết được tiếng gào giết này chính là của con văn thú vương đã chạy thoát trước đó. Tốt lắm, không ngờ cái kẻ kia đã đổi tới đây. Lúc này bên cạnh có ông trưởng lão, nói không chừng chúng ta có cơ hội bắt được văn thú vương này đấy. Ba người thanh niên đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức phóng thẳng về phía trước phía bên ngoài thanh quang đại trận thì văn thú đang dùng tốc độ khó thể tưởng tượng được mang theo lửa giận ngập trời trực tiếp đánh thẳng vào những tầng đá vụn khoác lên mình trận pháp những tiếng nổ ầm ầm vang lên ở giữa tinh không rồi vọng ra khắp bốn phía những vầng ánh sáng thanh quang này thì lại cực kỳ cứng rắn dưới những đòn tấn công liên tục của văn thú mà thanh quang chỉ lóe lên những hoa văn bên trên lại không động à, nhưng mà ngược lại thì văn thú bị đánh văng ra ngoài nữa sau khi mà lùi ra phía sau trăm trượng mới có thể dừng lại. Nếu không phải là Vương Lâm à, đã làm trì hoãn phản lực thì sợ rằng Văn thú sẽ bị trọng thương một lần nữa. Văn thú cảm thấy thật là không cam lòng, đồng tử trong hai mắt nó bùng ra những luồng ánh sáng đỏ như máu và sát khí, nó liên tục giết gào. Vương Lâm đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào tấm màn thanh quang, vẻ mặt hắn thì vẫn lạnh lùng như băng. Hắn tiến về phía trước một bước rồi nâng tay phải lên hư không, vỗ xuống tấm màn thanh quang đó khoảnh khắc khi một trường xuất ra tất cả nguyên lực trong thiên địa lập tức bùng ra tất cả lại lập tức hóa thành biển lửa bao vây tấm màn thanh quang vào bên trong âm thanh bập bùng của ngọn lửa vang lên khắp trời đất nhưng mà tấm màn thanh quang này cũng không xuất hiện dấu hiệu tiêu tan nào cả <laughs> không biết tự lượng sức mình một tiếng hừ lạnh từ trong tấm màn thanh quang chuyển ra rồi đột nhiên có hai lão già áo tím từ trong tấm màn thanh quang đi lại gần, sau đó dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía Vương Lâm. Hai lão già này đã trở nên trầm mặc, nhưng khi nhìn thấy tu vi của Vương Lâm thì lập tức trầm tĩnh trở lại. Tu vi của hai lão già này thì chưa đạt tới toái niết, thậm chí còn chưa đạt tới tịnh niết đại viên mãn, mà chỉ là tịnh niết hậu kỳ. Dù sao thì bọn họ cũng không phải là sứ giả chính thức của Vân Hải Tinh Phật. Chẳng qua đám người này chỉ dùng phương pháp đặc biệt để lén lút đến đây mà thôi, Giờ đây Vương Lâm vung tay phải lên, biển lửa đang phủ trên tấm màn thanh quang đột nhiên được rút ra. Lúc này ngọn lửa đang vườn quanh người Vương Lâm. Hắn dùng ánh mắt âm trầm nhìn xoan qua tấm màn thanh quang, rơi trên hai người lão giả bên trong. Giao ra đám văn thú và ba tên tiểu bối, dám cả gan làm loạn. Ta sẽ tha cho các người tội chết. Vương Lâm dùng giọng âm trầm chậm rãi mà nói. Hai lão già áo tím vừa nghe thấy vậy, thì không nhịn được cười Trong ánh mắt một lão già đột nhiên lộ ra một nụ cười mỉa mai lão nói <laughs> Liên minh tinh vực có loại người cuồng vọng như vậy sao? Với tu vi của ngươi mà muốn uy hiếp hai người chúng ta sao? Hoang đường, quá hoang đường <laughs> Hai lão già dù rất là trướng tay gai mắt với cả Vương Lâm nhưng là loại người cực kỳ cẩn thận Cả hai đều không dám tiến ra khỏi tấm màn thanh quang nửa bước. Hai lão thấy được tên trước mặt có lẽ không phải là người đứng đầu của đám phân thú Rất có thể chỉ là một tên đệ tử Mục đích hắn xuất hiện là muốn dụ hai người bọn họ ra ngoài Và chắc chắn rằng ngoài tấm màn thanh quang Là đang có tu sĩ đại thần thông đang ẩn giấu Tuy thần thức của hai lão giả áo tím không thể phát hiện ra được Nhưng càng như vậy thì bọn họ lại càng nghi ngờ Vương Lâm cũng không nói nhiều Hắn nâng tay phải lên rồi điểm một chỉ vào tinh không hắn hít vào một hơi thật là sâu. Kiểu huyền biến đang phong ấn tu vi trong cơ thể, đột nhiên cởi hẳn ra. Khoảnh khắc này, một luồng khí tức tịnh niết bùng ra trên thân thể Vương Lâm. Sau đó khí tức bùng ra lại dẫn động rất nhiều nguyên lực trong thiên địa. Tất cả đều hướng về một phía ngưng tụ thành những đám mây đen khổng lồ. Khi mà những luồng nguyên lực thiên địa khủng bố dung nhập vào trong thân thể Vương Lâm, thì hàng loạt những tiếng nổ ẩm ẩm từ trong cơ thể truyền ra. Một luồng lực lượng cực kỳ là kinh khủng, chậm rãi ngưng tụ ở trong tinh không. Trên tinh vực đầy đá vụn này thì lập tức huyễn hóa ra một đám mây thiên kiếp. Chỉ sau khoảnh khắc đám mây kia đã trở nên khổng lồ, hầu như đã che phủ hoàn toàn tinh vực đá vụ này lại. Đúng vào lúc này thì một luồng sấm sét đột nhiên từ trên tinh vực hàng lâm xuống, ngay sau đó đã lập tức bao phủ khắp bốn phía rồi chia cắt tinh vực đầy đá vụn này ra. Đây đây đây, đây là thiên thiên kiếp. Hai lão già áo tím mở to mắt bên trong lộ ra vẻ không dám tin, trong mắt lóe lên sự kinh hoàng. Dù hai người bọn họ là tu sĩ tịnh niết, thì cũng không được gặp qua nhiều thiên kiếp, nhưng chỉ cần liếc mắt là nhận ra được ngay. Khi bọn họ đi đến liên minh tinh vực này thì đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thiên kiếp. Và lúc này thì kiếp vân điên cuồng ngưng tụ trên tinh vực đầy đá vỡ. Nó còn nhanh hơn so với cả những thiên kiếp năm xưa rất là nhiều lần. Chỉ sau khoảnh khắc hầu như những đám kiếp vân đã hoàn toàn ngưng tụ lại và che kín cả tinh không. Hàng loạt tiếng sấm sét ầm ầm vang lên làm khiếp sợ toàn bộ tinh không. Chỉ thấy một tia chớp hồng sắc đột nhiên từ trong kiếp vân ầm ầm phóng ra. Tia chớp này to như là một thùng nước, khi nó ầm ầm phóng xuất thì tất cả đã vụn ngăn cản đều phải tan vỡ. Ngay cả tinh không cũng xuất hiện một vùng đứt gãy khi mà tia chớp hồng sắc lóe lên, giống như là đang muốn vỡ vụn. Tốc độ của tia chớp này quá nhanh. Đồng tử trong hai mắt của lão giả áo tím đang đứng bên trong tấm màn thanh quang đột nhiên lóe lên một tia chớp hồng sắc. Tâm thần của cả hai đều chấn động. Tia chớp hồng sắc phóng thẳng về phía Vương Lâm. Ng người này, người này không biết dùng phương pháp gì để tạo thiên kiếp trước mặt chúng ta nhỉ? Một lão giả áo tím đột nhiên mở miệng lẩm bẩm, giống như chính lão cũng cảm thấy không thể tin nổi. Cứ 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 cứ, người này, người này không biết dùng phương pháp gì để tạo thiên kiếp trước mặt của chúng ta nhỉ? Một lão già áo tím đột nhiên mở miệng lẩm bẩm, giống như chính lão cũng cảm thấy không thể tin nổi. Tiết chớp hồng sắc giờ đây thì mang theo khí thế kinh thiên, tạo thành từng vòng sóng khẩn. Chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn đã phóng ầm ầm đến đỉnh đầu Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn hư như thường, không có bất kỳ một sự thay đổi nào. Khoảnh khắc khi mà tia chớp phóng xuống, hắn vung tay phải lên rồi bóp vào thật mạnh trong nháy mắt thì tia chớp hồng sắc kinh thiên đột nhiên tan vỡ trong cái bóp mạnh của vương lâm đó nó hóa thành rất nhiều tia chớp hồng sắc và những tia chớp này thì cùng tung tóe ra bốn phía quanh thân thể của vương lâm tình cảnh này làm cho hai lão già áo tím phải hít vào một hơi thật là sâu trong mắt bùng lên vẻ khiếp sợ và không thể tin nổi lúc này ba tên thanh niên áo vàng cũng đã đi tới sau lưng của hai lão già vừa nhìn thấy vương lâm bóp nát sấm xét hồng sắc thiên kiếp thì ra đầu ba tiên kia đã tê dại hầu như hồn bay phách lạc. Một người trong số đó cảm thấy tay chân mình run rẩy, vẻ hoàng sợ trong mắt đã đạt tới cực hạn. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn âm lãnh như trước. Một chút sấm sét thiên kiếp thế này đối với hắn thì không có ý nghĩa. Sau khi mà thoải mái bóp nát luồn sấm xét thứ nhất, Vương Lâm vung tay phải lên, những tia chớp hình cung đang bùng ra khắp bốn phía đột nhiên chấn động, giống như tất cả đều đang bị điều khiển phóng về phía hắn ngưng tụ lại. Khoảnh khắc sau thì trên tay phải Vương Lâm lại xuất hiện một mảng hồng quang, bên trong đang xẹt lên một tia chớp tạo ra những âm thanh ầm ầm. Vương Lâm dùng ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn về phía đám người trong lồng thanh quang. Khi mà đám người kia sinh ra cảm giác bất ổn thì hồng quang trên tay Vương Lâm đã được ném thẳng về phía lồng thanh quang. Một tiếng ầm đột nhiên vang lên, luồng hồng quang lập tức hóa thành một tia chớp hồng sắc rồi đập lên trên lờ lồng hồng quang. Lúc này lồng hồng quang đột nhiên trở nên lắc lư dữ dội, vài mặt hai lão giả bên trong lập tức trở nên tái nhợt méo mó. Hắn 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 tuyệt đối không phải tu sĩ tầm thường đâu. Vô Lâm cũng đã đoán ra được sức chống đỡ của lồng thanh quang phía trước. Một luồng sấm sét cũng khó có thể làm nó rung chuyển. Một luồng không xong thì mười luồng. Mười luồng không được thì trăm luồng. Ánh mắt Vương Lâm bùng lên sát khí. Đúng lúc này kiếp phân trên tinh không lại bắt đầu quần quặn xoay chuyển. Những âm thanh ầm ầm vang vọng khắp đất trời. Một luồng sấm sét hồng sắc lại điên cuồng phóng xuống. Thật sự không phải một, mà là sau luồng thứ nhất lại có xuất hiện những tia chớp hồng sắc khác, giống như tất cả đều liên hợp lại với nhau vậy. Chín luồng sấm sét hồng sắc ầm ầm phóng xuống, tất cả đều hướng về phía Vương Lâm. Nét mặt Vương Lâm thì vẫn như thường nhưng mà trong mắt lại lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn cười lên ha hả nhảy rồi nhảy dựng lên người. Chẳng những là không tránh né mà ngược lại còn bay thẳng lên tinh không, hướng về phía chín luồng sấm sét đang hàng đâm. Đồng thời trên mi tâm của Vương Lâm cũng chuyển hóa ra một vòng xoáy Nguyên thần thái cổ lôi long từ trong lao ra rồi hướng về phía chín luồng sấm sét trên bầu trời mà gầm lên giận dữ. Tiếng giống của lôi long vang lên làm tất cả sấm sét trên bầu trời đều phải nghe lạnh. Lúc này thì toàn bộ thiên địa chỉ có nguyên thần thái cổ lôi long và chín luồng sấm sét thiên kiếp hàng lâm. Khi mà lôi long gầm lên thì sấm sét đột nhiên ngừng lại. Vô lâm cười lên ha hà rồi nhảy vào bên trong chín luồng sấm sét. Mắt phải hắn lóe lên lôi quang giống như là đang bùng ra một lực hút vô cùng, rồi đột nhiên chín luồng sấm sét đồng loạt ngưng tụ về phía mắt phải quán. Những âm thanh ầm ầm vang lên liên tục, từng luồng sấm sét phóng thẳng vào trong mắt phải của Vương Lâm, sau đó tất cả đều tiêu tán. Lúc này thì mắt phải quán đã nồng nặc lôi quang, đồng thời còn tạo ra những âm thanh sẹt sẹt, một vài tia chớp còn vườn quanh ngoài cơ thể của Vương Lâm giống như lôi tiên vậy. Cũng chỉ có chút uy lực thế này thôi sao?" Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên kiếp vân ở trên bầu trời, hắn lớn tiếng cầm lên. Lúc này thì Vương Lâm cũng không biết rằng cái tình cảnh thôn phệ sấm sét của chính mình làm cho đám người trong lòng thanh quang bên dưới chấn động đến mức độ nào rồi. Ba tên thanh niên áo vàng đã bị dọa đến mức tim gan phèo phổi muốn vỡ tan. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ là chính mình đi chiêu chọc một đối thủ đáng sợ như vậy. "Trốn!" thôn phệ thiên kiếp đây Về mặt hai lão già áo tím Lúc thì càng trở nên trắng xanh hơn Lúc này thì cả hai còn chẳng còn chút đắc ý nào nữa Ánh mắt hai lão già nhìn về phía vương lâm Tràn đầy vẻ khiếp sợ và không thể tin được Hai người cảm thấy tên thanh niên áo trắng trước mặt Chắc chắn là đang che giấu tu vi Đặc biệt là tình cảnh thôn phệ chín luồng sấm xét vừa nãy Đã làm cho chán của hai lão già vã đầy mồ hôi lạnh một lão già đột nhiên mở miệng giống lên nhanh 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 tu sửa trận pháp nhanh củng cố trận pháp gần một trăm tu sĩ ở phía sau dù không được tiến lên phía trước nhưng ở vị trí đó thì tất nhiên là cũng có thể nhìn thấy tình cảnh trên tinh không lúc này tâm thần kẻ nào cũng chấn động tiếng giống của lão già áo tím vang lên làm cho đám người hít vào một hơi thật là sâu tất cả đều mang theo về à, kinh hoàng rồi phóng đi tu sửa đại trận Hai lão già áo tím cũng nhanh chóng phóng ra phía sau, cả hai đều tự mình liều mạng gia nhập vào hàng ngũ của đám người tu sửa đại trận. Nhanh nhanh lên, nhanh chóng rời khỏi liên minh tinh vực chết tiệt này đi. Tại sao trong trong tinh vực khốn kiếp này lại có một người như vậy? Chó chết thật. Hắn hắn hắn, hắn có thể thôn phệ thiên kiếp đấy. Và lúc này thì ở bên ngoài tấm màn lôi quang, thì kiếp vân lại tiếp tục ngưng tụ trên tinh không. Rồi một luồng uy áp khổng lồ đột nhiên bùng ra. Khoảnh khắc sau thì đã có một à, luồng sấm sét tử sắc rộng hơn 10 trượng ầm ầm xuất hiện. Sấm sét này phá vỡ tinh không rồi phóng thẳng xuống dưới. Nó đột nhiên xuất hiện ở vị trí trước mặt Vương Lâm ba tấc, sấm sét lao vào mi tâm của hắn. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, thân thể không lùi ra phía sau nửa bước, mà nâng hai tay lên giống như muốn ôm lấy sấm sét vậy. Lúc này luồng sấm sét 10 trượng đã bị hắn ôm vào trước ngực. Mặc kệ là những tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp bốn phía, thân thể Vương Lâm vẫn không động. Những con sóng gợn sấm sét đột nhiên vườn quanh thân thể Vương Lâm rồi bắn ra khắp bốn phía. Thế này vẫn chưa phải kết thúc. Thiên kiếp hình như là cực kỳ phẫn nộ. Từng luồng tia chớp tử sắc liên tục rơi xuống, liên tục đánh lên trước mặt Vương Lâm. Dần dần khối cầu sấm sét ở trước mặt hắn thì càng lúc càng lớn. Và cuối cùng đã đạt đến chu vi trăm trượng. Thân thể Vương Lâm cũng dần lùi về phía sau khi mà những luồng sấm sét thiên kiếp liên tục phóng xuống nhưng gương mặt quán lại lộ ra vẻ điên cuồng. đến nữa đi, nữa đi. hắn ngửa mặt lên trời gầm giống. một tiếng gầm à, vang ẩm lên. kiếp vân bao phủ không gian mười dạm trên tinh không đột nhiên truyền ra một tiếng nổ như là gầm lên giận dữ vậy. đúng vào lúc này thì một luồng sấm sét bảy màu lập tức hàng lâm. luồng sấm sét bảy màu này xuất hiện thì lập tức hóa thành bảy luồng sấm sét có bảy màu khác nhau. tất cả đều mang theo uy lực không thể tưởng tượng nổi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Những âm thanh lại ầm ầm vang lên, thân thể Vương Lâm lại lui về phía sau. Lúc này lôi cầu trước mặt hắn đã đạt đến độ lớn vài trăm trượng rồi. Lực lượng sấm xét trong lôi cầu đã khủng bố đến mức khó có thể tưởng tượng. Dù là Vương Lâm là người nắm giữ sấm xét trong thiên địa, nhưng mà lúc này cũng cảm thấy không thể gắng gượng nổi nữa. Nhìn thấy kiếp vân lại lóe lên rồi điên cuồng vận chuyển, từng luồng sấm xét bảy màu lấp lánh thì thân thể Vương Lâm lóe lên. À, lôi cầu trước mặt lập tức phóng xuống bên dưới. Khoảnh khắc này đám người trong lòng thanh quang cũng cảm thấy run rẩy và hô lên kinh hoàng. Lôi cầu ẩn giấu rất nhiều sấm sét này, uy lực của nó đủ để dung chuyển thiên địa. Và lôi cầu đó đang được Vương Lâm điều khiển phóng thẳng xuống lòng thanh quang bên dưới. Vài mặt hai lão giả áo tím trong lòng thanh quang trở nên tái nhợt lại, đồng từ trong mắt liên tục co rút. mở trận! một lão già áo tím lập tức gầm lên giận dữ, mặc kệ trận pháp này đã hoàn thành hay chưa. Nhưng lúc này tất cả tu sĩ đều không ai phản đối, gần 100 tu sĩ lập tức ngồi vào trong những phương vị khác nhau. Hai tay kẻ nào cũng bấm pháp quyết rồi liên tục đánh ra ấn quyết. Khoảnh khắc khi mà lôi cầu đáng sợ vài trăm trượng hàng đâm xuống, thì hai lão già áo tím vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Cả hai đều đem tâm thần dung nhập vào trong lòng thanh quang, bọn họ cố gắng tăng cường uy lực của trận pháp lại. Hầu như là khoảnh khắc khi mà hai nguyên thần của lão già áo tím dung nhập vào trong những trận pháp Thì lôi cầu cũng ầm ầm hàng lâm Lôi cầu đánh thẳng lên lồng thanh quang Những tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa Một đợt tấn công khủng bố bao phủ toàn bộ lồng thanh quang Những luồng sấm sét vô cùng vô tận khoác lên làm cho lồng thanh quang trở nên ảm đạm Hai lão già áo tím đều phun ra máu tươi trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi Thân thể một lão già trong số đó thì nổ đùng một tiếng rồi tan vỡ. Nguyên thần của lão già này bay ra rồi gào thét phóng thẳng lên đại trận đang mở. Lúc này rất nhiều sấm sét xuyên qua cái lồng thanh quang rồi xẹt qua xẹt lại bên trong như là du long. Những tên tu sĩ đang khoanh chân ngồi mở trận pháp ra thì lập tức có hơn 10 người bị lôi quang du long đánh thẳng lên. Thân thể cháy đen trong nháy mắt và ngay cả nguyên thần cũng không kịp bỏ chạy mà lập tức bỏ mạng lồng thanh quang đại trận bên trên rất nhiều sấm sét tấn công thì đột nhiên tan vỡ ẩm một cái rồi hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ văng ra ngoài một luồng lực lượng chấn động và cực kỳ khủng bố hóa thành những con sóng gợn điên cuồng quét tán ra bốn phía văn thú vừa nhìn thấy không tốt thì cũng lập tức phóng đi như là tên bắn tốc độ của nó quá nhanh nên cũng không cần phải lo lắng có gì nguy hiểm nhưng mà tinh vực này phần lớn đều đà đá vộn. Khoảnh khắc khi mà thanh quang đại trận vỡ tan vỡ Thì hàng loạt sóng gợn nan tràn ra ngoài Tất cả đá vụn đều tan nát Khoảnh khắc này tinh vực đầy đá vụn lập tức tan thành mây khói Ngoài vị trí trung tâm tinh vực Thì tất cả những nơi khác Thì không còn bất kỳ một khối đá nào tồn tại nữa Vô lâm xông thẳng ra Hắn mang theo luồn sát khí nồng đậm Và sự phẫn nộ vì văn thú bị trọng thương Mà trực tiếp nhảy vào trong lòng thanh quang Đã tan vỡ kia và lúc này thiên kiếp ở trên tinh không cũng quần quận vận chuyển những tiếng nổ ầm ầm vang lên hàng trăm luồng sấm sét bảy màu hàng lâm trong nháy mắt tất cả đều đuổi theo hình bóng của vương lâm sau khi mà những luồng sấm sét bảy màu hàng lâm thì một đám thiên hỏa đột nhiên rơi xuống đây chính là ngọn lửa trong thiên kiếp khi mà xuất hiện thì muốn tiêu hủy tất cả mọi thứ khoảnh khắc này đại trận do đá vụn tạo thành bắt buộc phải mở ra những luồng tinh quang sáng rực đột nhiên chậm rãi bùng ra uy lực quẩn quật lão già áo tím trọng thương bay theo phía sau nguyên thần lão già còn lại cả hai đều phóng thẳng vào vị trí trung tâm trận pháp chỉ cần họ đi vào trong trận thì hai người còn có thể giữ lại được mạng sống lúc này trong lòng hai người đã sinh ra cảm giác cực kỳ sợ hãi đối với cả vương lâm vương lâm thấy trận pháp đã mở ra nếu tu sĩ đứng vào khoảng cách gần sẽ bị truyền tống đi nơi khác hắn không thể để cho đám người này chạy thoát được hai mắt vương lâm trận lóe Đột nhiên tinh không giống như là bùng lên những con sóng ngút trời. Khoảnh khắc này một luồng lực lượng có thể làm tan vỡ tinh không đột nhiên điên cuồng bùng ra ngoài cơ thể Vương Lâm. Trong nháy mắt này, bốn phía xung quanh Vương Lâm đột nhiên huyện hóa ra hàng loạt núi lửa hư ảo. Những luồng hơi thở nóng điên cuồng bao phủ khắp bốn phía, những tiếng rít gào nặng nề liên tục vang lên từ trong đám núi lửa kia. Sơn băng! Trong mắt Vương Lâm bùng lên sát khí hắn thét lên. Tiên thuật sơn băng. Khoảnh khắc khi mà Vương Lâm mở miệng thì vị trí mà đá vụn tạo thành trận pháp trong tinh không đột nhiên huyễn hóa ra rất nhiều hư ảnh núi lửa. Tất cả cảm ứng lẫn nhau tạo thành một tầng dày đặc trùng trùng điệp điệp. Khi từng tầng núi lửa liên tục chồng chất lên nhau, chỉ trong khoảng một thời gian rất là ngắn thì tất cả hư ảnh núi lửa lập tức hợp lại làm một trước mặt Vương Lâm lập tức xuất hiện một ngọn núi lửa khổng lồ. Một ngọn núi thật sự, không có bất kỳ một dấu hiệu gì để phân biệt giữa mơ hồ và thực chất nữa. Ngọn núi này cao hơn một ngàn trượng. Dù không phải là rất lớn trong tinh không, nhưng xuất hiện trước mặt mọi người lại giống như là một con quái vật vậy. Khoảnh khắc này thì một luồng uy áp khủng bố ngập tràn thiên địa. Trong nháy mắt khi mà ngọn núi xuất hiện thì tinh không lập tức xuất hiện những con sóng chấn động dữ dội, giống như đang trở nên run dày không cần phải nhắc đến trận pháp do đá vụn tạo thành tất cả đá bên trong đều vỡ nát một câu sơn băng vừa ra khỏi miệng thì ngọn núi này lập tức chấn động ầm ầm đỉnh núi nổ tung rất nhiều đất đá văng ra khắp bốn phía đúng vào lúc này thì có một cột khói đen lập tức phun ra bao phủ cả tinh không sau đó là những cột lửa màu đỏ thắm bùng lên nhiệt độ của ngọn lửa này cực cao giống như có thể hủy diệt tất cả sinh linh khi ngọn lửa phun trào thì lập tức hóa thành những tảng đá khổng lồ bùng ra khói đen tất cả đều từ tinh không rơi xuống đám tu sĩ vân hải tinh lập tức có vài người bị những tảng đá khổng lồ đập vào thì kêu lên thảm thiết thân thể đám người này lập tức trở thành bùn đất đồng thời ngọn lửa lại dung nhập vào trong cơ thể và chỉ trong khoảnh khắc đã trực tiếp luyện hóa nguyên thần của bọn họ những cột khói bụi từ bên trong ngọn núi phun ra ẩn giấu rất nhiều hỏa độc tất cả đều hóa thành cho bụi bao phủ khắp bốn phía chỉ qua ông sau khoảng một thời gian ngắn thì tinh không giống như là đã đến ngày tận thế vậy thật sự làm cho người ta cảm thấy kinh hoàng một tên tu sĩ si đã bước vào nửa bước trong đại trận chuẩn bị bỏ đi vẻ mặt lập tức hiện lên vẻ sợ hãi và kinh hoàng giống như gặp phải một cơn ác mộng đáng sợ đúng vào lúc này khói bụi hỏa độc đã tiến đến sát bên hắn còn chưa kịp bước chân vào thì đã kêu lên thảm thiết thân thể lập tức hóa thành hắc khí rồi tan vỡ và ngay cả nguyên thần cũng bị đốt cháy toàn bộ và cuối cùng chỉ còn lại là hư vô. Thậm chí ngay cả thất sắc thiên lôi đang phóng đến, khi mà lôi điện này rơi vào trong phạm vi của khói đen và ngọn lửa thì đều nổ tung. Hàng loạt tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa vang lên liên tục. Một vài tu sĩ tu vi thấp kém dù chạy ra khỏi phạm vi tấn công của những khối đá khổng lồ, dù tránh khỏi bụi hỏa độc, nhưng mà lại bị những tiếng sấm sét đinh tai nhức óc chấn nát nguyên thần. Đám người này thì miệng phun máu tươi hai mắt trở nên ảm đạm và cuối cùng thì nguyên thần tan nát. Những âm thanh gào thét thê lương vang vọng bên tai. Nhưng tất cả mọi chuyện vẫn còn chưa chấm dứt. Ngọn núi phun ra khói đen và ngọn lửa lại chấn động. Những con sóng rung nham từ trên đỉnh núi tràn xuống dưới, lập tức lúc này thì trong tinh không tràn ngập nhiệt độ kinh khủng giống như muốn phá hủy tất cả vạn vật. Dung nham nóng bỏng bao phủ bốn phía, bảy tám tên tu sĩ có khoảng cách quá gần đang muốn thoát đi, nhưng hai người trong số đó đã bị khói bụi hỏa độc tràn ngập tinh không tiến đến, cả hai đều không có tránh khỏi bỏ mình. Rồi lại có một kẻ khác phóng thẳng lên bị một khối đá từ trên trời giáng xuống đập lên người ầm một tiếng, cả người lập tức hóa thành một cơn mưa máu văng ra tung tuế nhưng nhiệt độ quá cao lại làm cho con cơn mưa đang quách tán ra tức thì trở thành một đám hơi máu. Đám người đó thì vẫn còn may, mặc dù là không thoát khỏi cái chết, nhưng trước khi chết thì vẫn còn nhẹ hơn rất nhiều so với bốn người còn lại. Bốn tên này thì tốc độ chậm hơn một chút, căn bản còn chưa kịp bay ra thì đã lập tức bị một con sóng dung nham đánh lên, hầu như chỉ trong khoảnh khắc khi mà dung nham chảy qua thì thân thể bốn tên này đều tiêu tán chỉ còn lại những khúc xương đen kìn kịt giữ nguyên động tác muốn phóng về phía trước. Bộ xương còn lại cũng chỉ duy trì trong vài nhịp thở thì lập tức tan thành tro bụi và ngay cả nguyên thần của bọn chúng cũng bị con sóng dung nham tràn qua rồi đốt thành tro bụi. Đau khổ nhất phải kể đến đám người có tu vi cao hơn. Bọn họ không chết khi mà con sóng dung nham thứ nhất tràn qua, nhưng thân thể lại không thoát được dòng dung nham đám người này chỉ có còn biết dãy ru ở trong dung nham, dù cố thi triển các loại thần thông, pháp bào thì cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn được. Ở phía xa thì văn thú đang dùng tốc độ cực nhanh để quay trở lại, trong cặp mắt lạnh lùng của nó bùng lên những luồng hàn quang. Khi văn thú bay vào trong phạm vi thần thông của Sơn Băng, thì lập tức phóng thẳng tới địa phương đồng bạn của mình. Địa vào phương này thì thuật Sơn Băng của Vương Lâm đã mất hết lực lượng phong ấn, không có bất kỳ một ngọn lửa nào tiến lại gần đám văn thú này cả. Đám này vừa nhìn thấy con văn thú vương thì lập tức rít gào chói tai, từng con bay theo sau văn thú vương tạo thành một đoàn văn thú, cả đám vọt vào trong sơn băng thần thông. Văn thú của Vương Lâm vô cùng nhớ rõ mối hận, nó mang theo đồng tộc phóng thẳng về phía một tu sĩ áo vàng đang kinh hoàng phía trước. Người này thì chính là một trong ba người trước khi dẫn đám văn thú đi hắn là tên bị thương ở đùi. Tên này vừa mới đánh văng một tảng đá khổng lồ thì cảm giác phía sau lưng xuất hiện cuồng gió thổi tới. Hắn quay đầu lại thì đã nhìn thấy văn thú, sắc mặt hắn đại biến, đang muốn lùi về phía sau, nhưng chậm một bước. Bị một đám văn thú phóng tới, tên này kêu lên thảm thiết, toàn bộ thân thể đều bị xé nát. Khi văn thú nếm được mùi máu tanh thì chúng càng trở nên điên cuồng. Cả đám bay đi dưới sự chỉ huy của văn, văn thú vương, tiếp tục tìm hai tên tu sĩ còn lại để báo thù tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt dưới lực lượng của sơn băng thì không kẻ nào bị thương cả mà tất cả đều phải chết nguyên thần lão giả áo tím giờ phút này thần sắc lộ ra vẻ sợ hãi đang liều mạng tránh khỏi những tảng đá đen bụi hòa độc cắn răng chạy thẳng về phía đại trận vài mặt của lão giả áo tím còn lại cũng trở nên tái nhợt lão đang vượt qua một đám bụi hòa độc cũng không thèm để ý đến chuyện sống chết của đệ tử nữa mà cứ phóng thẳng về phía trận pháp. Lúc này trong lòng lão tràn gặp một sự kinh hoàng và hối hận. Lão hối hận là vì không kiềm nổi lòng tham, chỉ vì ba tên đệ tử ngu ngốc mang theo văn thú trở về mà gây nên đại họa cho chính mình. Về phía Vương Lâm thì ánh mắt quán trở nên cực kỳ bình tĩnh. Hắn không có bất kỳ một thương xót gì đối với cả cái đám người này. Nếu đã có dám chủ ý tới văn thú thì phải trả giá thật là đắt thôi. Hai tay vương lâm vươn ra hướng về phía trước đẩy tới trong miệng thì quát khẽ. Sơn, đệ nhất bằng. Lời nói của vương lâm vừa ra khỏi miệng thì tức thì ngọn núi kia lại chấn động một lần nữa. Vô số đá vụn từ đỉnh núi lăn xuống rồi dung nhập vào trong dòng dung nham nóng bỏng hóa thành một thể. Cùng với lúc đó thì những dòng dung nham nóng bỏng đang quần quận tràn ra khắp bốn phía, đột nhiên phóng lên cao, khi dung nham phóng lên thì một luồng lực lượng khủng bố lập tức bao phủ khắp tinh không. Một vài tu sĩ còn lại bị dung nham động phải thân thể, cả đám kêu gào thảm thiết, rồi hóa thành cho bụi đen tiêu tán. Nguyên thần của lão già áo thím vừa mới phóng tới gần trung tâm đại trận, lập tức sơn băng đệ nhất thức đã hạ xuống. Trận pháp trước đó bị tàn phá trong nháy mắt, lập tức xuất hiện vô số mảnh vỡ lan tràn, hàng loạt nào luồng sáng chói mắt vùng lên sau đó trận pháp này phát ra những tiếng nổ ầm ầm rồi vỡ vụn từng tấc, tất cả đều sụp đổ. Không! Nguyên thần lão già áo tím mắt lỗ ra vẻ tuyệt vọng. Thân thể lão không khỏi run rẩy. Lúc này lão đang dừng lại ở giữa không trung, nhưng trong nháy mắt khi vừa dừng lại thì lập tức một tảng đá khổng lồ rơi xuống đập vào nguyên thần của lão. Lão già này phun ra một ngụm nguyên thần khí, lùi về phía sau mấy bước. Toàn bộ nguyên thần đều bốc cháy, nhưng nguy hiểm vẫn còn chưa hết, Khoảnh khắc khi mà Nguyên Thần lão lui về phía sau, thì khói bụi hỏa độc lập tức quét ngang bên ngoài thân thể lão già lập tức hình thành một cơn bão bụi. Những âm thanh thê thảm vang lên liên tiếp, và không biết lão già này thi triển thần thông nào mà chạy thoát khỏi phạm vi trung tâm của cơn bão bụi độc đó. Nhưng mà những gì chờ đợi Nguyên Thần của lão già áo tím chính là ngọn núi lửa hừng hợp. Lúc này Nguyên Thần đã ảm đạm không còn chút ánh sáng tựa hồ có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Hơn nữa, trên Nguyên Thần còn xuất hiện rất nhiều bọc mù như là da cóc trong đó tràn đầy vẻ hòa độc, trong đó tràn đầy hòa độc. Khoảnh khắc này ngay cả bên trong nguyên thần cũng có ngọn lửa như là đang thiêu đốt, khiến cho lão già này liên tục lùi về phía sau, đau khổ gào thét. Lão chợt ngẩng đầu lên nhìn chừng chừng về phía Vương Lâm, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Là phù cho dù có chết, cũng phải kéo người đi theo. Lão già này giống lên giận dữ rồi phóng về thẳng về phía Vương Lâm. Lão đã, đã lựa chọn phương pháp nguyên thần tự bạo, hàng loạt nguy, luồng nguyên lực thiên địa vô tận từ trong nguyên thần của lão già áo tím không ngừng tràn ra, tạo thành một luồng ý niệm điên cuồng phóng về phía vương lâm. vài mặt vương lâm vẫn như thường, trong lúc nguyên thần lão già áo tím phóng đến gần, thì hắn giơ tay phải lên điểm về phía trước một chỉ. tức khắc trong cơ thể tiên lực chợt bùng lên, tất cả theo đầu ngón tay tuôn ra. định. thanh âm vương lâm lạnh như băng, nhưng một chữ định này thốt ra thì nguyên thần lão già áo tím lập tức dừng lại. Dù sao tu vi lão già áo xanh vẫn còn cao hơn Vương Lâm Nên khi hắn thi triển định thân thuật Thì ngọn lửa đột nhiên bùng lên trong cơ thể giống như sinh ra dấu hiệu phản phệ Vô Lâm cố gắng áp chế quá trình phản vệ trong cơ thể đồng thời vung tay phải về phía trước. Côn cực tiên lập tức biến ảo ra, giống như một con dao long phóng thẳng đến nguyên thần lão già. Một tiếng đùng vang lên giòn tan, nguyên thần lão già áo tím đang muốn tự bạo đã bị côn cực tiên đâm vào sinh ra dấu hiệu tiêu tán những tiếng nổ đùng đùng vang vọng liên tiếp tiếng kêu thảm thiết của nguyên thần lão già áo tím vang vọng bốn phía à, vẻ điên cuồng trong mắt thì đã biến mất thay vào đó là sự sợ hãi lão đang lùi muốn lùi về phía sau nhưng lại bị côn cực tiên quấn lấy rồi kéo về phía vương lâm vương lâm chụp lấy nguyên thần lão già áo tím rồi ném về phía trước nguyên thần lão già áo tím lập tức rơi vào trong túi chữ vật rồi đột nhiên giống như là bị thôn phệ mất vậy tất cả động tác của vương lâm đều như nước chảy mây trôi không có bất kỳ một dấu hiệu nào ngập ngừng cả lão già ao tím còn lại đột nhiên trở nên run rẩy vội vàng xoay người bỏ chạy vương lâm làm sao cho lão chạy trốn được thân thể hắn lóe lên rồi trực tiếp phóng theo truy kích hắn vung tay phải lên không chung quát khẽ đệ nhị băng nhất sơn nhị băng lúc này vương lâm đã hiểu rõ cực hạn của tiên thuật sơn băng nếu so với Lục Sơn thập nhị băng của Thanh Thủy thì không kém nhiều lắm. Sơn bang của Thanh Thủy có thể hủy diệt một giới, tuy Vương Lâm không làm được điều đó, nhưng nếu hủy diệt những tên tu sĩ này thì hoàn toàn có thể. Nếu không có thiên kiếp thì sẽ chẳng xử lý chuyện này đơn giản như vậy, nhưng mà có thiên kiếp, đừng nói tới hai lão già này là Tịnh Niết Hậu Kỳ cho dù là Toái Niết thì Vương Lâm cũng dám dùng thiên kiếp để đánh một trận. Toàn bộ tinh không ở nơi này vì đệ nhị sơn băng mà chấn động kịch liệt. Ngọn núi khổng lồ run rẩy rồi phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Lúc này ngọn núi đột nhiên nổ ầm một tiếng rồi tan vỡ. Ngay cả ý niệm và tiên lực của phương Lâm ngưng tụ lại thành sơn hồn cũng tan vỡ theo, hóa thành vô số đá vụn sụp xuống bốc cháy hừng hừng, văng ra tung tóe. Rất nhiều đá vụn phóng đi như là tiên bắn. Những luồng dung nham cùng với cả hỏa độc cũng đều phun ra bao phủ toàn bộ tinh không vực này. Nếu chỉ có như thế thôi thì cũng không đáng nói. Nhưng dưới ý niệm của Vương Lâm, ngọn núi vỡ vụn đã tạo ra rất nhiều khối đá và dung nham. Còn có những luồng khói bụi khỏa độc ngập trời. Vương Lâm vung tay phải lên, tất cả mọi thứ đều ngưng tụ lại rồi hóa thành một dòng sông bốc cháy rừng rực vần quanh bên ngoài thân thể. Giờ phút này Vương Lâm giống như là một vị thần, đầu đội trời đạp đất. Mái tóc trắng bay phất phơ trong gió, vẻ mặt lạnh lẽo tràn đầy sát khí.